Xin kính chào quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình Nông nghiệp Nông thôn, chuyên đề Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 97% trở lên, tỷ lệ dân số nông thôn được tiếp cận và sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Việt Nam đạt 45%. Nhiệm vụ này đòi hỏi ngành nông nghiệp và các địa phương cần tăng cường công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình hiện có, đồng thời có những cách quản lý mới, hiệu quả để công trình đã được đầu tư, có nguồn nước đạt chuẩn, được sử dụng lâu dài. Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Trước hết là những thông tin nông nghiệp, nông thôn trong tỉnh. Lào Cai đã lựa chọn được 3 sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023. Đó là sản phẩm tinh bột nghệ viên mật ong Mạnh Hương của Hợp tác xã Nông nghiệp Dược liệu Mạnh Hương, sản phẩm mật ong nguyên chất của Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển ong miền núi Thanh Xuân và sản phẩm gạo tẻ sánh cù của Hợp tác xã Tiên Phong Mường Vi. 3 sản phẩm này đã tham gia và được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bình chọn ở cấp quốc gia. Thông qua bình chọn, tạo động lực cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm có chất lượng cao, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Trung tâm khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp tỉnh phối hợp với huyện Mường Khương đánh giá thực tế mô hình nâng cao năng lực quản lý tổ chức sản xuất cho Hợp tác xã Thịnh Phong, xây dựng thương hiệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tại xã Bản Lầu. Tham gia mô hình, hợp tác xã và các thành viên, hộ dân được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, dứa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Ban quản trị hợp tác xã được tập huấn kỹ năng điều hành, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kỹ năng quản lý tổ chức sản xuất, liên kết vùng nguyên liệu, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu thị trường. Quy trình xây dựng sản phẩm OCOP ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ 4.0 vào việc marketing, quảng bá mở rộng thị trường. Diện tích dứa trong khuôn khổ mô hình được áp dụng canh tác giải vụ, hiện cây sinh trưởng phát triển tốt, dự kiến sẽ cho thu hoạch vào tháng 7 tới, với năng suất dự kiến có thể đạt 30 tấn trên 1 hectare. Từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2022, 60 hộ dân của 3 xã Nậm Chảy, huyện Văn Bàn, Lùng Khấu Nhìn, huyện Mường Khương và Phìn Ngan, huyện Ba Sát được hỗ trợ 214 con lợn giống bản địa. Tổng kinh phí thực hiện mô hình hơn 1 tỷ 300 triệu đồng. Trong đó, người dân đối ứng 472 triệu đồng. Các hộ dân được hỗ trợ con giống, một phần thức ăn, thuốc thú y. Sau 7 tháng nuôi, trung bình mỗi con lợn đạt 70 kg. Dự ước cung cấp ra thị trường khoảng 15 tấn thịt hơi. Mô hình được thực hiện ngoài việc tạo nền tảng để hộ dân phát triển kinh tế từ chăn nuôi lợn bản địa, còn giúp các hộ thay đổi thói quen trong chăn nuôi, coi trọng chăn nuôi an toàn, dịch bệnh, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tham gia mô hình, các xã thành lập được 3 tổ hợp tác chăn nuôi lợn bản địa là cơ sở để tiến tới thành lập hợp tác xã về hình thành các chuỗi chăn nuôi an toàn tại địa phương. Cây dâu tằm là một trong 4 loại cây trồng chủ lực được huyện Bảo Yên lựa chọn để phát triển. Đến năm 2050, địa phương sẽ phát triển và giữ ổn định khoảng 700 hectare dâu tằm. Thời gian qua, vì nhiều lý do khách quan khiến việc sản xuất dâu tằm bị đình trệ. Vì vậy, huyện Bảo Yên đang tích cực phục hồi và mở rộng diện tích với loại cây trồng này. Tiếp sức cho nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển, Bảo Yên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, sử dụng giống dâu, giống tằm có năng suất cao, chất lượng tốt. Các hộ trồng dâu sẽ áp dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất, chăm sóc, áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt. Cùng với đó, đầu tư dụng cụ nuôi tằm, nhân rộng mô hình nuôi tằm trong nhà lạnh nhằm nâng cao giá trị so với nuôi thông thường. Các hợp tác xã mở rộng vùng nguyên liệu, tìm kiếm thị trường, ổn định tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân, hướng tới xây dựng thương hiệu tơ tằm Bảo Yên. Theo quyết định số 10 mới ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh sẽ áp dụng mức giá mới từ ngày 5 tháng 5 năm 2023. Quyết định này quy định giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn đối với các công trình cấp nước sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách hoặc có nguồn gốc từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giá bán lẻ 1 mét khối nước sạch bình quân là 4.200 đồng với khu vực 1, 3.500 đồng với khu vực 2 và 2.800 đồng với khu vực 3. Mức giá trên không bao gồm thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo quy định và không tính giá trị khấu hao tài sản cố định. đối với hộ dân tiêu thụ nước sinh hoạt mà chưa lắp đặt được đồng hồ đo lượng nước tiêu thụ hoặc đối với khu vực nông thôn dùng chung bể nước tại các địa điểm tập trung, tạm thời áp dụng mức thu khoán cho một người theo mức tiêu thụ là 4 mét khối trên một người một tháng. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này lúa xuân đang trong giai đoạn sinh trưởng quan trọng, nhưng hiện nay đang xuất hiện nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại, nhất là bệnh đạo ôn. Cùng với đó, thời tiết mưa nắng đan xen là điều kiện cho bệnh phát sinh gây hại mạnh. Nếu không chủ động các biện pháp phòng trừ, năng suất và sản lượng vụ lúa xuân có thể bị ảnh hưởng. Cánh đồng thôn Lâm Tiến, xã Mường Vi, huyện Bát Sát, lúa sánh cù đã bắt đầu làm đồng. Dù lên xanh tốt, nhưng kiểm tra kỹ bên trong từng khóm lúa đã có những lá chớm mắc bệnh đạo ôn. Dù trước đó bà con nông dân đã phun phòng trước khi lúa làm đồng, nhưng do bệnh lây lan trên mọi giai đoạn sinh trưởng nên cần phải phun kép. Đi kiểm tra thì là thấy bệnh đậu ôn, sâu đục thân. Bây giờ nhìn thì không thấy nhưng mà phải xuống phải rạch hàng lúa ra thì thấy bị đậu ôn cũng tương đối đấy. Năm nào cũng phun phòng rồi nhưng mà nó vẫn cứ bị là lên cổ bông, nấm cổ bông. Thôn chúng tôi cũng đã khuyến cáo đến bà con phun phòng trừ đạo ôn với bạc lá. Bà con là phun đồng loạt trong vòng 1 đến 2 buổi thôi. Nếu mà không phun đồng loạt thì chắc chắn là cái tỷ lệ lây lan là nó sẽ không dứt điểm. Hiện trà lúa xuân chính vụ đang trong giai đoạn làm đồng, trà lúa muộn cũng đã đẩy nhánh rộ. Với khoảng 900 ha lúa xuân cấy sớm đã chỗ đồng ngậm sữa đến chắc xanh. Việc phòng bệnh càng cần được bà con quan tâm hơn, bởi nếu bệnh đạo ôn gây hại cổ bông dễ dẫn đến mất mùa. Tầm khoảng 2-3 tuần nữa là được gặt. Trước đã phun trước chủ động ấy thì người ta phun sớm. Phun từ lúc bắt đầu lúa trổ bông vắt là người ta phun luôn để tránh bị đến lúc bị nặng quá rồi thì người ta phun sau thì nó không trừ được cái bệnh đấy nữa. Thời điểm hiện nay, bệnh đạo ôn phát sinh chủ yếu trên lá, nếu không được phòng trừ sớm triệt để có khả năng gây lụi cục bộ từng chòm. Để phòng bệnh, bà con nông dân cần phun phòng và chọn thời điểm phun phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc. Ruộng đã bị đạo ôn lá thì bắt buộc phải phòng trừ đạo ôn cổ bông. Khả năng thời gian tới thì sẽ có những đợt mưa rông thì sẽ làm cho thời tiết độ ẩm cao thì tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn phát triển. Đối với những cái trà mà đã chuẩn bị chỗ và đã chỗ thì bà con lên phun phòng 2 lần. Lần 1 thì khi lúa chuẩn bị chỗ, lần 2 khi lúa đã chỗ đều. Ngoài bệnh đạo ôn, giai đoạn cuối vụ, một số chân ruộng còn phát sinh sâu cắn ré, bọ xít, dày, bệnh bạc lá. Việc phòng trừ sâu bệnh trong giai đoạn này cũng cần được tính toán chặt chẽ để đảm bảo thời gian cách ly an toàn trước khi lúa được gặt. Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều địa phương vùng cao có công trình nước sạch đã thành lập các tổ quản lý vận hành. Tuy nhiên, cách quản lý này mới chỉ thực hiện được một phần trong toàn bộ quy trình cấp nước nông thôn. Vì thế, khi triển khai cấp nước an toàn, sẽ chuyển từ giám sát đầu ra sang giám sát cả quá trình cấp nước. Mô hình đang được thí điểm tại huyện Văn Bàn. Người dân của 5 thôn với hơn 500 hộ của xã Hòa Mạc đang được hưởng nguồn nước sạch từ công trình mới hoàn thành. Nước đạt tiêu chuẩn an toàn của Bộ Y tế nay được quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm để những hộ ở xa nguồn, xa trung tâm cũng có nước sạch sử dụng. Việc sử dụng nước sạch có trả phí theo quy định của nhà nước được các hộ hưởng ứng. Bây giờ từ lúc có nước sạch thì chị dùng nước sạch tốt hơn nhiều, hơn nước nguồn, không được vất vả đi lấy nữa. Kể cả mất nhiều tiền chị không tiếc, nó tốt hơn, làm cái gì cũng phải có nước. Có nước sạch sử dụng thường xuyên là một phần của mô hình thí điểm cấp nước an toàn. Ở mô hình này có sự tham gia của cả chính quyền, y tế, cán bộ địa chính, nông lâm nghiệp và tổ quản lý tại địa phương. Nhờ thế đã phát huy được vai trò của cả nhóm trong việc bảo vệ, vận hành công trình. Mỗi ngày lên xả khí nước này vận hành và kiểm tra định mức cửa lò, thu tiền với cả đường ống hỏng hóc là đi sửa chữa và kiểm tra hỏng hóc. Bây giờ áp nguồn của mình là áp tự nhiên, nhiều khi là phải đi ép nhánh để những căn nhà trên cao có nước. Hai xã là Liêm Phú và Hòa Mạc của huyện Văn Bàn được thực hiện thí điểm mô hình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn theo hướng dẫn mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đây cũng là hai xã đang tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nên việc thực hiện mô hình sẽ giúp chính quyền và người dân hiểu được tầm quan trọng của việc cấp nước an toàn, nâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý, sử dụng nước hiệu quả bền vững. Bà con bây giờ dùng là rất là phấn khởi, sạch sẽ, không được phá ở trên đầu nguồn, rừng đầu nguồn và không được phun thuốc diệt cỏ thì là về đây là dùng nước sạch thì chúng tôi hàng ngày là vẫn khử clo, trực tiếp là kiểm tra đầu mối và kiểm tra nguồn nước và kiểm tra bể lọc hàng ngày và kiểm tra clo để mình cho vào để cho nó đủ định lượng để cho bà con dùng hàng ngày. Theo kế hoạch trong năm nay, tỉnh Lào Cai sẽ mở rộng mô hình đến 6 công trình nước sạch khác. Ở mỗi công trình sẽ có một kế hoạch cấp nước an toàn riêng sát với thực tế nhằm phát huy tối đa công năng của công trình và trên hết là người dân có nước sạch để dùng lâu bền, nâng cao sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện có 818 công trình cấp nước tập trung nông thôn, cấp nước cho 51.203 hộ. Trong đó chỉ có 32 công trình cấp nước có công suất thiết kế đảm bảo cấp nước cho trên 250 hộ trên một công trình, còn lại là các công trình nhỏ dưới 250 hộ dân. Qua thực tế quản lý các công trình cấp nước nông thôn cho thấy, công tác chỉ đạo của chính quyền địa phương chưa được thường xuyên liên tục, công trình nhanh bị hư hỏng, xuống cấp do thiên tai hoặc thiếu khắc phục sửa chữa nhỏ. Vì thế, khi mô hình cấp nước sinh hoạt an toàn được triển khai thí điểm, như phóng sự trên vừa đề cập, sẽ tiếp tục được rút kinh nghiệm, khắc phục những điểm tồn tại để nhân ra diện rộng. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Đức Dũng, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường về nội dung này. Xin cảm ơn ông Phạm Đức Dũng đã nhận lời phỏng vấn của phóng viên chương trình. Thưa ông, trong năm vừa qua thì tỉnh Lào Cai có được thực hiện thí điểm mô hình cấp nước an toàn. Cụ thể thì cái mô hình cấp nước an toàn nó khác so với các mô hình cấp nước trước đây của mình quản lý thì như thế nào? Năm 2022, Trung tâm Nước cũng đã xây dựng hai cái kế hoạch cấp nước an toàn cho hai xã Hòa Mạc và xã Liêm Phú của huyện Văn Bàn. Mô hình cấp nước an toàn của hai xã thì nó có những cái ưu điểm. Cái thứ nhất là đảm bảo cung cấp đầy đủ chất lượng, số lượng và kịp thời đến người dân sử dụng nước. Cái thứ hai là cái công tác quản lý, vận hành của các cái nhóm cộng đồng an toàn ở dưới đảm bảo theo đúng cái quy trình kỹ thuật, kiểm soát được các cái nguy cơ sự cố gây ảnh hưởng đến các cái công trình cấp nước sinh hoạt tại địa bàn cấp nước nông thôn, thu tiền sử dụng nước, đáp ứng được cái yêu cầu phục vụ cho công tác quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng của các cái công trình tại cộng đồng. Ông có nói đến cái việc là kiểm soát cái sự cố về mất an toàn, cụ thể thì cái việc kiểm soát này thực hiện như thế nào? Các công trình cấp nước sạch ở vùng nông thôn thì đa số nằm trong những cái vùng địa hình tự nhiên rất là phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến các cái yếu tố rủi ro, thiên tai, rồi các cái hoạt động dân sinh, kinh tế nông nghiệp, các cái tuyến đường giao thông là các cái tuyến đường ống nước làm sát các tuyến giao thông và cái canh tác của người dân về nông nghiệp cũng ảnh hưởng rất là nhiều, gây thất thoát lớn đến các cái tuyến ống nước của các cái công trình cấp nước. Một mặt nữa là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của dân ở những cái khu vực đầu nguồn nước ấy, là cũng chưa đảm bảo, chưa đáp ứng được yêu cầu, nên chưa ảnh hưởng đến các cái nguồn nước, ảnh hưởng đến các cái công trình. Mình có thể nhân rộng được mô hình cấp nước an toàn ra các cái công trình nước của địa bàn tỉnh Lào Cai không? Nhất là 27 công trình mà đã được đầu tư bằng nguồn vốn VKB trong giai đoạn vừa qua. Trong năm 2023 muốn mở rộng được cái mô hình này thì cũng phải đầu tư cho các cái hệ thống cấp nước nó đồng bộ, rồi thành lập các cái nhóm cộng đồng an toàn của từng công trình. Đấy, đảm bảo vận hành các cái công trình theo đúng quy trình kỹ thuật. Đặc biệt là cái nữa là cái giá tiền thu tiền sử dụng nước phải được tính đúng tính đủ, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng các công trình và khắc phục các cái sự cố nguy cơ. Đối với các cái công trình đã được đầu tư bài bản bằng cái nguồn vốn VKB, trong năm 2023 tiếp tục xây dựng các cái kế hoạch cấp nước an toàn cho từng công trình. Hiện nay các công trình này đã đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân, nhưng cái việc công tác quản lý vận hành thì cũng cần phải có một cái kế hoạch cấp nước an toàn, thành lập các cái nhóm cộng đồng an toàn và thu cái tiền sử dụng nước để đảm bảo phục vụ cho các nhu cầu công tác quản lý vận hành. Vâng ạ, xin cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của phóng viên chương trình. Chương trình Nông nghiệp Nông thôn chuyên đề Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.